Xin chào các bạn, nhắc tới thị trường máy in thì không thể không kể đến đó chính là HP. Và ở trong mọi phân khúc thị trường thì đều có các sản phẩm máy in của HP. Và vì thế trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu máy in chỉ dưới 2 triệu đồng sẽ phù hợp với mọi nhu cầu từ cá nhân cho tới văn phòng. Và đây chính là ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay, HP Laser 107A. Về phần thiết kế thì mẫu máy in này cũng tương đối nhỏ gọn và đơn giản như mọi người có thể thấy ở đây. Và thực tế thì cũng ít có ai mang những mẫu máy in này bê đi bê lại đúng không ạ? Mà nếu như có trường hợp bất khả kháng mọi người phải bê đi bê lại thì mang mẫu máy in này đi cũng rất là dễ vì nó khá là nhỏ gọn và toàn bộ phần chất liệu được làm bằng nhựa cứng. Cảm quan đầu tiên thì chắc chắn là nó sẽ rất là chắc chắn này và các mối nối thì không hề có các chi tiết thừa thãi. Và trong tầm giá này thì chúng ta không nên đòi hỏi quá là nhiều được, tuy nhiên vẫn sẽ đầy đủ các tính năng in một mặt đen trắng bằng công nghệ laser. Việc thay mực cho mẫu máy in này thì cũng khá là dễ dàng, tuy nhiên thì mọi người cần phải lưu ý một chút, đó chính là chỉ hộp mực chính hãng mới có thể hoạt động ổn định trên chiếc máy in này. Thế nên mỗi khi hết mực thì mọi người cũng nên lưu ý là phải mua cho nó phù hợp. Và thông thường thì sử dụng hàng tháng thì theo mình nghĩ thì mọi người cũng sẽ chỉ in từ 150 trang đến 1.000 trang là tối đa nhất rồi. Và để sử dụng được mẫu máy in này thì mọi người sẽ phải sử dụng từ Windows 7 trở lên, cả bản 32bit hoặc là bản 64bit đều được. Và khay giấy trên máy in thì hỗ trợ tối đa một lần là 150 tờ và sẽ có in được khá là nhiều loại giấy như là giấy trơn, giấy dày, giấy mỏng, giấy bông, giấy in màu, giấy in sẵn, giấy in tái chế, giấy in nhãn, giấy in bìa, giấy in trái phiếu, giấy bạc và cả giấy in phong bì đều có thể được. Tốc độ in thì cũng khá là ấn tượng, từ lúc nhập lệnh cho đến khi in ra hoàn toàn chỉ có trong khoảng là 8 giây và trong 1 phút thì mẫu máy in này có thể in được tới hơn 20 tờ và tối ưu nhất khi in HP thì đề xuất tối đa là 1200 x 1200 dpi. Cuối cùng về phần điện năng tiêu thụ và phụ kiện, khi hoạt động thì máy in HP Laser 107A tiêu tốn chỉ khoảng 320W và khi về chế độ chờ in thì sẽ là 32W, còn khi nghỉ và không hoạt động thì sẽ chỉ còn là 0,2W mà thôi. Thế nên các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua được những lo lắng liệu sản phẩm có quá tốn điện hay là không. Phụ kiện thì các bạn sẽ có tổng cộng là 3 dây nguồn, 1 dây USB và sách hướng dẫn sử dụng với đầy đủ ngôn ngữ. Và nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm HP Laser 107A thì link sản phẩm Alpha sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video nhé. Và đừng quên bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Alpha Computer và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.